siêu phẩm. Đố anh em con này con gì? Con này đi 14.678 coi. Ô thì ở phía sau đúng không? Điện máy của nó mọi người. Hello, xin chào quý chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Bán Giá Rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe mô tô mới về nha mọi người. Đầy đủ tất cả các dòng luôn, từ 150 cho tới 600 phân khối, có những dòng siêu hot cho anh chị và các bạn luôn. Thì anh chị và các bạn nào mình muốn mua những cái dòng nào mình chịu khó mình tham khảo kỹ clip của mình đó. Thì hôm nay mình sẽ báo giá toàn bộ, đây là những cái lô mới về ở đầu tuần luôn cho anh chị và các bạn ha. Cái địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Nghệ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0927704 8 á. Anh chị và các bạn nào có những thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ gì mọi người cứ comment bên dưới á, có gì mình hỗ trợ cho mọi người ha. Thì có rất là nhiều câu hỏi anh chị và các bạn hỏi là anh ơi có trả góp hay không, hoặc là mua xe có vận chuyển hay không, có ship xe hay không. Thì xin thưa với anh chị và các bạn là vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn nha. Đối với những xe cứ dưới 40 triệu thì các bạn không cần trả trước, còn trên 40 triệu thì cứ nó trên bao nhiêu thì mình trả trước cái phần đó cộng theo cái phần mà phí ra tiền ha. Thì hôm nay mình sẽ quay sơ một số mẫu mới về ha mọi người. Có rất là nhiều nên anh chị và các bạn mình chịu khó mình tham khảo ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu luôn cho anh chị và các bạn là dòng R15 V3. R15 V3 thì hôm chủ nhật thì bán khá nhiều luôn nha mọi người. Về cũng nhiều và số lượng xe ở đây rất là nhiều luôn. Thì con đầu tiên là con này mới về trong hôm nay luôn, vừa rửa này mọi người. Con này biển số 84, lên được gạt chắn bùn, lên được kính độ, rồi lên được chống đổ, vẫn còn hai chìa khóa luôn. Đó. Hả? À, đi bô viên nén luôn à? Chạy sóc hả? Con này đi 26.586 coi. Đó. R15 V3 đi bô viên nén, nhưng mà cái bô nó không quan trọng đâu anh chị và các bạn. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua, muốn đổi bô thì bên này hỗ trợ hết. Tại vì bô số lượng rất là nhiều nha mọi người. Con này thì giá cũng mềm thôi. Con này là 45.900.000. Phải không ta? Ờ đúng rồi, con này 45.900.000 nha mọi người. Thì con này anh chị và các bạn mình mua chỉ cần trả trước 5.900.000 á. Thực ra với cộng với phí ra tiền á. Đây. Bên con bên này con thứ hai nha mọi người. Con này thì chìa khóa đâu không thấy. Con này thì biển số 66.47791. Không thấy chìa khóa. Con này giá là 47.900.000 luôn. Không, con này không có chìa khóa. Rồi. Con này về sau chưa kịp rửa luôn. Con này đi biển số đúc gầm nè mọi người, biển số 64 á. Đó, biển số đúc gầm. Cái thứ hai là đi trong đổ nè. Đi đèn trợ sáng nè. Em coi thử nó đi bao nhiêu ngàn coi luôn ha. Cái này thì đi 18.595 coi. Con này giá cũng mềm thôi, 46.900.000 thôi. R15 hiện tại thì còn cũng khá nhiều thôi. Đây là cái form R15 V3. Mình thì 1m67 nha mọi người. Thì đây, các bạn ngồi thì nơi mang dép vẫn thoải mái nha. Xe đi thì form của nó như này ha. Những bạn mà ví dụ như mình tầm 1m rưỡi thì cũng 60m6 cũng có thể đi được rồi. Nếu mà nó cao một tí thì các bạn có thể hạ phục xuống. Thì bên cửa hàng vẫn hỗ trợ hạ phục cho anh chị và các bạn á. Hạ phục thì được 3 phần nữa, 4 phần nữa hả? 4 phần thì anh em mình đi cũng vô tư. Đó, con này 46.900.000. Đây, một em nữa cho anh chị và các bạn luôn. Con này là tem sơn 3D. Con này thì biển số 37 nha mọi người. Đi được gạt chắn bùn, bô AK. Đây, bô AK. À, con này tem trùm chứ không phải là tem sơn mọi người, tem trùm. Toàn là đời mới ấy nha mọi người. Con này đang còn để ở đây còn số. Con này đi Auto có 4.401 coi thôi.
nên giá con này cũng sẽ là 52.900 nha anh chị và các bạn ha. Rồi 52.900, xe đẹp nha mọi người. Rồi một dòng xe nữa mà rất là nhiều anh em chuộng nè, anh em hỏi mình khá nhiều về cái dòng này luôn mà lâu lắm rồi nó mới về, đó là FZ250 nè. FZ250 thì thực ra nó cũng xem với R15 V3, nhưng mà cái tư thế ngồi thì nó rất thoải mái. Cái R15 V3 bản Sport thì mình phải ngồi tới trước, còn nếu cái bản này nè, mình ngồi rất là thoải mái luôn, đi đường xa thì đỡ mỏi lưng. Con này mới về trong hôm nay luôn, đầu tuần này về khá nhiều. Con này đi 12.405 cây. Con này thì giá của nó là 48.900, bị số thành phố anh em sang tên về đâu cũng 1% thuế thôi, rất lợi luôn. Này, số thành phố đó, đó 48.900 nha mọi người. Rồi một siêu phẩm cũng là FZ150. Thì đây, con này thì 150, hàng cũng mới vừa về luôn. Con này thì đời cao nên lóc đồng người ta 26. FZ thì còn khá nhiều, nhưng mà con này thì đi 32.000 rồi. Giá con này là 33.900 thôi. Con này cũng gọi là sạch sẽ thôi nha mọi người. Con này biển số 60 76577 á. Để mình test máy nó một cái. Còn lại FZ trong nhà thì giá dao động là từ 25 triệu là có xe đúng không? 25 triệu có xe. Con này thì mới về sạch sẽ hơn, đẹp hơn tí. Lên trong đổ. Rồi một cái dòng xe nữa mà hiện tại thì bên cửa hàng còn cũng khá nhiều luôn, đó là dòng CBR nha mọi người. CBR mẫu mới á, hiện tại thì mẫu mới có, mẫu cũ có. Bản này là một trong những bản đường đua, con này mới về luôn, đời mới nhất hiện tại luôn. Con này có 182 cây số thôi. Bên kia tra phải không? Đúng rồi, 182 cây số thôi mọi người, quá khủng khiếp. Đời mới nhất hiện tại á, phiên bản đường đua. Tí nữa còn mấy con mình sẽ cố gắng mình quay kỹ cho mọi người. Con này mới về rồi nè, mình sẽ thử cái bản Sport cho cái bản mà CBR này cho anh chị và các bạn xem form của nó. Đó, nó cũng là phân khúc cùng với R15 á, nhưng mà nó lại rất sướng này, thấp hơn này, form đi. Đây là Sport City nha mọi người. Giá con này thì 182 nên giá nó cũng hơi chát, 64.900. Nhưng mà con này không biết là rút hồ sơ là không biết là biển ở đâu, con này mới về. Rồi một mẫu nữa cho anh chị và các bạn, đó là R15 V3. Con này là mẫu mới nha mọi người, mẫu mới đi xanh bạc nè. Con này biển số ở đâu nè? À, biển số 94. Con này thì đi thấy sàn mà. Con này đi có 1.442 coi thôi, 1.442 coi thì không khác gì một con sim mới đâu mọi người. Giá con này là 54.900, con này chắc là cao nhất rồi ta. Thì R15 hiện tại thấp nhất nó sẽ là 43 triệu, cao nhất là 54.900. Như con này mới về 1.440 coi thì cao nhất đâu mọi người. Rồi sẵn tiền ra mình sẽ xin phép báo giá luôn con này nè. Con này là CB150R. Rất là nhiều anh chị và các bạn hỏi mình. Con này biển số 94 đời 2019 nha mọi người. Con này nhiều anh em hỏi lắm, nhưng mà đợt này thì con này về đi hơn nhiều, con này đi 20.000 coi lận. Nhưng mà giá con này sẽ là 67.900. Nhưng con này thì bị đây mọi người, trời tem này một tí nè, bị lỗi trời tem một tí thôi ha. Lên được cái này ba ga cản nha. Con này biển số 94. Rồi vào bên trong nữa thì một số dòng xe nó mới về nữa. Đó mọi người, đó là con MX. MX nhìn rất cu tê. Con này thì đi 26.000 coi. Đó, mấy cái bạn mà nhỏ con thì có thể mua những con này đi á, tại vì rất là nhiều bạn hỏi là anh ơi có MX không. Thì đây,
Những con này thì mua mấy con này đi ha. Giá để coi nhiêu. Con này cũng chắc cũng rẻ thôi. Con này 33.900.000, biển số 68 à. Thì giá này là giá đã bao gồm phí rút hồ sơ á. Nên anh chị và các bạn mình lưu ý nha. Đây, bên này có 150 nữa này. Con này là GX. GX à, anh em hỏi nhiều lắm. Nếp GX máy này thì anh em hỏi khá nhiều. Con này lại về nữa, rất đẹp. Con này thì đi 14.034 cây. Màu đỏ đen nha mọi người. Anh chị các bạn chú ý đó, con này đẹp đấy. Con này thì biển số 66 luôn. Giá con này cũng chỉ có 42.900.000 thôi. Thì anh chị và các bạn á, nếu mà mua cái dòng GX này hiện tại thấp nhất của ở cửa hàng, số lượng còn nhiều là 37 đúng không? 37.000.000 là thấp nhất, cao nhất là 44 à. 44.000.000 đó là bạn ABS á. Ông ABS cũng chỉ có 42 thôi. Có con đẹp. Rồi, một em siêu phẩm. Đó mọi người. Rồi, siêu phẩm. Đố anh em con này con gì? Con này là CBR600. Đó, hàng này sản xuất 2.5. Con này ngồi cho anh em xem ha, dán tem trùm. Nặng lắm. Con này ngồi thì tư thế ngồi thì chúi tới trước. Con này đi 14.678 coi. Bô thì ở phía sau đúng không? Tiếng máy của nó mọi người. Quá sướng. Nặng lắm. Con này nặng lắm. Nó quay tổng thể con xe hết cho anh chị các bạn coi trọng. Qua bên này này nào. Mình nhờ thằng em nó quay. Ra xa em quay phía bên kia qua cho. Đây, qua bô, đúc qua bô rất đẹp. Nè, đúc qua bô rất chắc. Rồi, con này thì đời 2.5. Xe này là xe thanh lý. Thì vẫn rút hồ sơ sang tên được bình thường. Giá của nó mềm thôi mọi người. Con này là 4 máy ha. Giá của nó là 139.000.000. Thì anh chị và các bạn nào mua thì mình tranh thủ thời gian mình ghi tới cửa hàng mình mua ha. Còn lại rất là nhiều dòng xe anh chị và các bạn hỏi, nhưng mà chắc là mình xin phép mình kết thúc clip. Tại vì lúc mình quay có mình nhờ Trọng quay dùm, Trọng quay dùm thì không quen mọi người. Thì mọi người xem thì nhớ like chia sẻ. Bạn nào cần hỗ trợ những cái dòng nào thì mọi người có thể comment bên dưới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.